Chào mừng bạn đã đến với Cityland. Hôm nay, mình xin chia sẻ với mọi người về chủ đề so sánh các chương trình định cư châu Âu cho người lao động và doanh nhân. Những quyền lợi khi người nước ngoài có giấy phép cư trú tại bất kỳ một nước nào trong khối liên minh châu Âu là: bạn được tự do đi lại và sinh sống trong các quốc gia thuộc khối Schengen mà không cần thêm thị thực và các hạn chế trong thời gian bạn có giấy phép cư trú. Nhanh chóng có được thị thực đến Hoa Kỳ và Canada. Được quyền đưa gia đình bạn đến châu Âu, cho bạn và con bạn nhận được một nền giáo dục chất lượng châu Âu. Bạn được quyền kinh doanh chính thức ở Liên minh châu Âu. Bạn có cơ hội mở tài khoản ngân hàng tại một ngân hàng đáng tin cậy ở châu Âu. Cơ hội có được tư cách thường trú nhân của EU sau 5 năm khi có giấy phép cư trú tại châu Âu. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau so sánh các chương trình định cư châu Âu được chia sẻ bởi Cityland. Thứ nhất là chương trình định cư Latvia. Bạn sẽ nhận giấy phép cư trú ở Liên minh châu Âu thông qua việc đăng ký một công ty ở Latvia. Luật nhập cư cho phép bạn nhanh chóng có được giấy phép cư trú cho chủ sở hữu nước ngoài của một công ty ở Latvia, cũng như cho tất cả các thành viên trong gia đình của bạn. Chi phí cho chương trình này là 28.000 euro dành cho những người muốn mở doanh nghiệp của riêng mình, người làm nghề tự do, người muốn hợp pháp hóa kinh doanh tại châu Âu. Cấp nhanh thẻ cư trú 1 năm, gia hạn lên đến 5 năm. Sau 5 năm bạn sẽ nhận được thẻ thường trú nhân 5 năm. Thời gian bay qua châu Âu chỉ khoảng 3 tháng. Thời gian xử lý để cấp thẻ định cư chỉ từ 4 đến 6 tháng. Thứ hai là chương trình định cư Hà Lan. Nhận giấy phép cư trú ở Liên minh châu Âu thông qua việc đăng ký một công ty ở Hà Lan. Luật nhập cư cho phép bạn nhanh chóng có được giấy phép cư trú cho chủ sở hữu nước ngoài của một công ty ở Hà Lan, cũng như cho tất cả các thành viên trong gia đình của bạn. Chi phí cho chương trình này là 32.000 euro dành cho những người muốn mở doanh nghiệp của riêng mình, người làm nghề tự do, người muốn hợp pháp hóa kinh doanh tại châu Âu. Cấp nhanh thẻ cư trú 1 năm, gia hạn lên đến 5 năm. Sau 5 năm bạn sẽ nhận được thẻ thường trú nhân 5 năm. Thời gian bay qua châu Âu chỉ khoảng 3 tháng. Thời gian xử lý để cấp thẻ định cư chỉ từ 4 đến 8 tháng. Thứ ba là chương trình định cư Pháp. Nhận giấy phép cư trú ở Liên minh châu Âu thông qua việc độc lập về tài chính tại nước Pháp. Luật nhập cư cho phép bạn nhanh chóng có được giấy phép cư trú cho những người độc lập về tài chính ở nước Pháp, cũng như cho tất cả các thành viên trong gia đình của bạn. Chi phí cho chương trình này là 38.000 euro dành cho những công dân có thu nhập thụ động từ việc đầu tư và kinh doanh. Những công dân giàu có muốn đưa gia đình chuyển đến châu Âu để sống và làm việc. Cấp nhanh thẻ cư trú 1 năm, gia hạn lên đến 5 năm. Sau 5 năm bạn sẽ nhận được thẻ thường trú nhân 5 năm. Thời gian bay qua châu Âu chỉ khoảng 3 tháng. Thời gian xử lý để cấp thẻ định cư chỉ từ 6 đến 10 tháng. Thứ 4 là chương trình định cư Bồ Đào Nha. Nhận giấy phép cư trú ở Liên minh châu Âu thông qua việc độc lập về tài chính tại nước Bồ Đào Nha. Luật nhập cư cho phép bạn nhanh chóng có được giấy phép cư trú cho những người độc lập về tài chính, cũng như cho tất cả các thành viên trong gia đình của bạn. Chi phí cho chương trình này là 22.000 euro dành cho những công dân có thu nhập thụ động từ việc đầu tư và kinh doanh. Những công dân giàu có muốn đưa gia đình chuyển đến châu Âu để sống và làm việc. Cấp nhanh thẻ cư trú 1 năm, gia hạn lên đến 5 năm. Sau 5 năm bạn sẽ nhận được thẻ thường trú nhân 5 năm. Thời gian bay qua châu Âu chỉ khoảng 3 tháng. Thời gian xử lý để cấp thẻ định cư chỉ từ 6 đến 10 tháng. Thứ 5 là chương trình định cư Cộng hòa Séc. Nhận giấy phép cư trú ở Liên minh châu Âu thông qua việc độc lập về tài chính tại nước Cộng hòa Séc. Luật nhập cư cho phép bạn nhanh chóng có được giấy phép cư trú cho người nước ngoài làm việc tại một công ty ở Cộng hòa Séc, cũng như cho tất cả các thành viên trong gia đình của bạn. Chi phí cho chương trình này là 12.000 euro. Chương trình dành cho những người muốn sống ở châu Âu, có được quyền cư trú và quốc tịch. Dành cho những người đánh giá cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Cấp nhanh thẻ cư trú 2 năm, gia hạn lên đến 5 năm. Sau 5 năm bạn sẽ nhận được thẻ thường trú nhân 5 năm. Thời gian bay qua châu Âu chỉ khoảng 3 tháng. Thời gian xử lý để cấp thẻ định cư chỉ từ 6 đến 10 tháng. Hãy liên hệ ngay với Cityland EU để nhận chương trình tư vấn miễn phí cùng chuyên gia về di trú. Hoặc truy cập vào website www.cityland.eu để biết thêm về giá các chương trình định cư khác và nhận miễn phí bộ tài liệu 100 bí quyết sống và khởi nghiệp thành công tại châu Âu. Chúc anh chị có một ngày tuyệt vời, chúc cho cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu ngày một phát triển.